Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay thì mình sẽ làm về cây thanh kiếm Lightsaber, một thanh kiếm vàng rất là đẹp đến từ Godfusion. Cây kiếm này các bạn có thể nạp 2 triệu để nhận được. Không biết là hình như là cái sự kiện đấy là hết rồi. Bây giờ nó sẽ chính thức rơi vào mức độ là mắc hiếm. Rồi, từ từ nào. Kinh quá. Rồi, quay mặt lại thấy mặt thẳng dùng bay lại thấy ớn ớn. Trong khi tay mình thì lại không cầm súng. Này thì úi dồi ôi. Pha đấy may mà mình không qua. Thế pha đấy mà qua thì kiểu gì cũng mất giáp hoặc chết luôn đấy. Rồi nó vẫn đứng đấy. Rồi thoát rồi. Không biết chạy đâu. Hòm là đây chứ đâu. Rồi mút hòm. Kinh quá. Ngay khẩu MG3 thôi. Ôi nồi. Rồi hay lắm DM. Ui. Đến lúc nhặt được cái con hàng thơm thì nó lại có hero. Cố nạn thế thôi. Rồi làm gì đây. Ô, quay lại luôn. Ô, này đi. Rồi, thấy mình quay cái mặt đi là nhanh lắm. Anh ta lao vào ngay. Cơ hội. Rồi. Úi rồi. Úi rồi. À, tiếp theo, thằng tiếp theo. Bố mày lại sợ mày quá đấy. Quay lại. Ô, chạy đâu. Rồi, rớt xuống đây mà. Ủa, không rớt xuống kìa. Rồi, bây giờ thì đã rớt xuống. Rớt xuống thì đi rồi. Đâu rồi. Làm gì mà căng. Ôi, kinh thế. Rồi thằng kia đúng là in me. Nhanh quá. Bạn quá nhanh và quá nguy hiểm rồi. Hàng của mình mà bạn cướp như thế thì chết. Chúng ta sẽ cùng kiếm một cái chỗ gì đấy đứng cho nó chắc chuyện. Chứ chạy lờ ngơ ấy, đôi khi bay nó hồi sinh một cây bên cạnh không biết thì đúng là sấp mặt. Đấy, có sai đâu. Mình tính đứng với nó rồi. Nhưng cái bản năng thì thúc bảo mình là không nên đứng cạnh một ai khác. Rồi chúng ta không nên thuộc về nhau. Và mình đã đúng. Đúng rồi. Lướt kia. Tuy nhiên thấy mình và tính lên trên kia. Nhưng thấy mình và chạy ngang để cào mình ấy. Không ngờ là không cào được. Đúng rồi, đuổi theo kìa. Kinh quá rồi. Cứ thấy thanh kiếm với nhân vật Mario Zawa mút hút hồn thôi. Rồi bung lụa một tí. Hòm là đây chứ đâu. Rồi chúng ta bắt đầu mút hòm. Rồi ba dễ. Ui, kinh nhé. Trời ơi, vãi. Hết cả hồn, hết tầng to. Ui, trời ơi, cho em con đường sống cái nào. Ôi, nãy giờ hết tơ lại cương thi đến lại rung non. Nó muốn thiêu cái đường sống của mình. Rồi, em xin clip tí ạ. Thế méo nào chặn đường sống của em thì em làm clip kiểu gì đây. Khốn nạn. Làm ơn, cho người khác một con đường sống. Rồi, rồi đây đây, thanh niên đây. Khốn nạn, đứng đây, vẫn đứng đây móc hà. Móc cái gì? Đúng rồi, 3Z thì mình không phải là một người chuyên sniper. Slip cho đúng. Lên, đúng rồi, cái định mới. Tính vẫy tâm mà tên béo nào. Đi luôn cả hai này. Thơm thế chứ đi. Rồi, quan sát làm sao. Cover sau đi em ấy. Đúng rồi. Bảo cover sao cái định mới. Tao lại sợ mày quá đấy. Đi luôn này cưng. Rồi một chém đặc biệt một chém thường. Ai dạy gì hai chém đặc biệt thì bố đời nào mới chết bây giờ. Chơi là phải khôn em ạ. Không khôn thì phải sấp mặt với bọn này. Rồi mình sẽ ăn thằng tơ. Thằng giúp non chắc là phía sau. Thì báo đi. Thằng tơ thơm hơn. À, cái định mới. Mình đã không quan tâm rồi vẫn đuổi theo. Mình tính là để cho thằng đó ăn thằng giúp non. Thế mèo nào. Thằng giống non nó lại thèm mình cơ. Đời nó khốn nạn. Đây đây đây. Lướt đi đâu hả cưng. Ôi. Cái định mới chém đặc biệt chỉ có 2.200 máu. Ôi khốn nạn đấy nhỉ. Ôi méo để tin được. Chém đặc biệt mình lại yếu đấy như thế. Hiện tại con hero của mình đang cầm nó rất là yếu. Chắc là nhân vật nữ Mario Zawa nó yếu đấy mà. Ôi. Nhân vật nữ thì chân yếu tay mềm đó là chuyện dễ hiểu thôi. Rồi không sao, mình chấp nhận được. Để trả giá cho. Ui, y tá kìa. Chị y tá chị ấy tiêm một phát vào người mà sấp mặt giờ. Té. Cô vơ. Không sao, rồi cứ tưởng nó đuổi theo cơ. Không ngờ nó không đuổi theo. Thế thì tuyệt vời. Rồi chị ấy lên phía trước rồi. Không sao. Mình sợ nhất là mấy thanh niên. Ui, gì ấy. Rồi móc, tự nhiên móc hàng.
Hỏi lại gặp thiên nhiên móc hàng. Rồi mình đi lượm hòm này. Mình không giỡn với các bạn đâu. Các bạn nguy hiểm quá. Giỡn mà chết à? Hòm thôi. Chắc chắn là hòm rồi. Trời ơi. Tiếp tế bằng đạn. Rồi. Vui lòng cho mình xin khẩu RPK để cho giật tích cái clip này lên. Ôi, phía sau. Giật tích cái clip này lên là hòm toàn VIP xem nào. Cái điện mới. Giật không nổi nha mạng. Người ta không cho thì giật sao bây giờ. Giật lên nóc nhà. Giữ thế nào. Rồi nhường cho bạn đấy. Thằng tơ ngon lắm. Ôi. Hòm thế nha. Ơ mà nhây thế nhỉ. Nhây này. Làm gì mà căng. Ôi. Thằng kia chết rồi anh em ạ. Cả lời. Đi luôn này. Đi luôn. Thằng tiếp theo. Bố mày lại sợ mày quá đấy. Bố mày lại sợ mày quá đấy. Ôi tô kìa. Ghê quá bạn đi. Ghê quá bạn đi. Ôi tôi. Tại em. Cái điện mới. Biết đến mình bật chém thường. Dại thế à giời. Một pha rất là đen đến từ NT. Phải sấp mặt đến từ thanh niên cầm y tá thôi. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Đó là câu châm ngôn luôn luôn là chính xác. Lúc đầu trận mình tránh được nó. Nhưng sau trận thì cuối cùng là vẫn bị giết bởi nó thôi. Cạn lời. Khô lời. Cái kiếm này thì mình có phát hiện ra được là cây này vào giúp bay mình cảm giác là chém nó rất là ảo lòi. Khi mà thanh kiếm chưa chém xuống thì Q nó sẽ hiện ra trước. Ui, tơ kìa. Đúng rồi, biết ngay mà. Thằng tơ lách thế kia mà. Anh em đứng cái thủ như thế thì không được rồi. Anh em đừng có dựa vào mình. Mình cầm kiếm không cầm súng. Nói không với súng. Đúng rồi. Trời. Thật kìa. Đùa. Vãi nồi. Nói không với súng ạ. Em héo lời rồi. Sấp mạt này. Nhây. Rồi xem thanh niên này làm gì đây. Úi dồi ôi. Cận chiến như thần rồi. Lách kinh quá. Đảo như thanh niên ạ. Dã man. Dã man. Rồi. Bạn chưa biết mình là ai rồi. Nguy hiểm với mình vào. Tuy là nó chém rất là chậm. Nếu nhưng mà trong cái lúc đặc biệt thì nó sẽ ăn được. Tuyệt vời. Nếu biết căn căn tí thì sẽ ăn được đơn giản thôi. Không khó lắm. Rồi hòm này. Rồi thằng tơ yếu rồi. Bây giờ không có thằng tơ thì đếch sợ bố con thằng nào. Ủa cái gì đấy. Hết cả hồn. Rồi không đuổi theo. Thấy đây rồi. Lệnh ngay giữa mặt mình mà. Không đuổi theo mình. Gì đây. Ở cái điện mới. Máu đâu này. Làm gì mà căng. Úi ôi, trận này toàn chơi đặc biệt thôi anh em ạ. Bọn này dễ giết mà. Toàn zoom non. Toàn zoom non. Cái điện mới. Trời ơi, nó liếm luôn rồi kìa. Tự dưng nó đứng lại. Pha đấy mà nó chạy luôn là nó gì nghe kêu của mình đấy. Tự dưng nó đứng lại nên nó hụt. Mình chạy tới nên nó hụt. Không được rồi, còn một thanh niên cuối cùng. Rồi, có lẽ nào. Có lẽ nào. Thôi, dễ bà nó đi. Chúng ta sẽ cùng đợi hết giờ. Không được. Không tìm được. Thất vọng. Bây giờ mình nghĩ là không biết trận cuối cùng mình có bị làm zombie không. Nãy giờ chưa trận nào bị làm. Trận cuối có khi lại ăn thêm lại làm zombie một quả thì đúng là sấp mà. Thôi nhá. Mình xin lỗi. Rồi mình không xin zombie. Đúng rồi. Mình mà xin zombie thì đúng rồi. Chết. Rồi đây. Mình sẽ cố gắng kiếm cận chiến. Đúng rồi. Đảo kìa. Vãi nồi. Thôi. Này thì nguy hiểm với tôi này. Rồi gì cơ. Trời ơi thằng nào cover đấy. À trời ơi có người cover kìa. Vãi thật. Biết thế mình lao chém luôn ạ. Có người cover là tuyệt vời lắm anh em ạ. Cứ kênh đến cái đoạn mà nó mất máu gần chết là lao vào tuyệt vời. Rồi một bé này. Úi dồi lấy kìa. Ơ ra này băng đạn. Trời. Hòm chả có gì ngon. Toàn 3Z với lại MG.
TMP thì lâu lâu mới nhặt được. Đúng là héo lời. Úi rồi, mình thấy cái mặt của zombie. Ôi, em nhặt cái hòm cài thôi. Đừng mà. Đừng. Rồi, hay quá, nó đi không kịp mình. Rồi, tuy nhiên chắc là bị mắc cái gì đấy, không đi kịp mình. Rồi, hên thế. Đúng là trăm hay không bằng một hên. Cơ bản là nó nhảy không bằng mình thôi. Chứ nó nhảy kịp mình thì nó sẽ đuổi theo kịp ấy. Đấy, đi ngay mà lấy ra sau này đứng. Đấy, có sai đâu. Vẫn lấy ra đây được. Vẫn lết cái bàn chân ra đây được là đúng là nguy hiểm rồi. Đừng giết. Bạn ơi, đừng giết. Cận chiến, ui, toàn MG. Sao đời tôi nó khắm lợ thế này. Nhặt hòm mà toàn đồ ngon ạ. Khốn nạn thế. Úi rồi, lách kia, úi rồi, kinh vãi nồi. Rồi, úi rồi, vãi toàn MG3. Rồi, giết người, cái này gọi là giết người. Đứng lại luôn, đứng lại cho bắn luôn. Thanh niên nguy hiểm của Nam là đây. Em thì sẽ lên đây bút kill. Rồi, đây lên đây bút kill thì tuyệt vời. Úi rồi, multi là đây. Úi rồi, thơm vãi nồi. Đâu rồi, thắng tiếp theo. Rồi, lại của mình này. Lại của mình này. Im một lũ luôn. Dã man thật. Chạy một vòng không bằng đứng một chỗ. Ăn im một lũ luôn. Rồi, mình sẽ kết thúc clip này. Các bạn xem đến hay, quên like, subscribe kênh của mình nhá. Bye bye các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong những lần sau. Bye bye.